Hát được chưa? Rồi, chơi đi. Bài thanh ca đó một Noel năm nào chúng mình có lòng lành sao trời đẹp em môi mắt áo trắng em bay như cánh nhau quỳ dưới chân chùa cao xin cho đôi mình suốt đời ngọt vang trong biển lành bài ca thiên chúa theo câu điềm thanh ôi dòng hát em anh mùa lá buồn cũng qua lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu rồi một chiều áo trắng thay màu em qua cầu xa vào bay sao lời nguyện mình Chúa có nghe không sao bây giờ mình ngoài xa vắng bao nhiêu đêm Chúa xuống hương gian bấy nhiêu lần những đêm anh thường đón Noel lang thang qua miền giáo đường sâu yêu tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối như qua đi đôi dòng hát hai đêm thanh buồn của anh ta mùa ra buốt cũng qua mau lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu rồi một chiều áo trắng thay màu em qua cầu xa bao bay lời nguyện mình Chúa có nghe không sao bây giờ mình ngoài xa bao nhiêu đêm Chúa xuống không ta bấy nhiêu lần anh rồi những đêm thánh thường đón Noel lang thang qua miền giáo đường dấu yêu tiếng thanh ca ngày xưa vàng đêm tối nhớ qua đi thôi dòng ngắn ai buồn đêm thanh vô cùng lạnh giá tiếng thanh ca ngày xưa vàng đêm tối nhớ qua đi thôi lòng hát ai buồn đêm thanh lạnh giá quá hay quạo quạo hát hay quạo đang chờ cái đoạn quạo đang chờ đoạn quạo vô á ai nghĩ mà chốt chết hãy Bích hát bài đi đúng không? Dạ đúng rồi, Bích phải hát một bài, nói câu này nè, Bích hát một bài. Dạ dạ ai nghĩ chuyện lấy cái đàn Bích hát một bài nghe nói nè, Bích hát một bài. Trời rồi, hát bài gì vậy ta? Ai biết. nhiều bài lắm. Ai biết, ai biết. Ai biết. Anh Điền đánh được bài nào ta? Bài nào cũng được hết. Đánh luôn tất cả các bài. Em muốn hát bài gì là anh đánh bài đó. Việc chú cũng hát, chú cũng đánh được. Dám lắm mà nha. Bài ruột đó, bài ruột cứ hát đi em không sao đâu. À bài của Mỹ Tông đúng không? Đúng rồi. Bài đâu chỉ riêng em. Đó. Đó, vô luôn á. Bên hai bài đó hơi bị hay đó. Trời anh ơi, đừng quảng cáo chứ anh ơi. Nó đồn riết mất cái cơm luôn á. Và lần yêu nhất không biết gì. Trời ơi hát nhạc này hay rằng Thanh Điền chưa biết bài này nhưng Thanh Điền có hồn. Nè, chú nói. Hồi nãy đâu biết đâu. Dì Ha cũng biết. Nè. Nè. Đó. Đó. Đảo liền, kéo liền. Xuyên super đó vô hát lại đi Bích. Bài khác không lẽ chị con bài ca sĩ Anh Điền muốn nghe bài nào? Bảo ơi, Bảo phát hai bài. Hai bài luôn mấy ớt. Không, em thích hát bài nào em hát rồi anh đánh à. Vậy mới hay chứ. Anh Điền đâu biết bài nào đâu. Nhạc của chị là nhạc còn là nhạc báo bốt nhiều nhiều bài mà Bích nhiều Bích quá trời bài mà Bích bài hát cái chỗ đó khó hát lắm đó. Đúng rồi lý tao quạo tao hát cái bài nuốt lệ làm vui nhìn chiếc xe qua đó. Thanh Điền hát nghe không? Rồi ok. Thanh Điền hát cái chỗ này nè, ví dụ nghe không? Bà ra quên rồi. Trời ơi, ví dụ vậy. Ví dụ vậy. Ở trong bài nó có đoạn đó. Dạ. Mình không biết nữa chấp nhận cho nhé anh. Ủa phải bản này không trời? Đúng. Không duyên nợ đừng buồn anh ơi. Các bạn một chiếc xe hoa kìa. Một chiếc xe hoa kìa. Đó là phần bạc, ý là phản bội. Ủa phần bạc. Phòng bạc. Còn cái bài các bạn một chiếc xe hoa mới đầu vô sao quên còn mất tu rồi đó. Anh ơi đừng trách nữa, đừng nói nè, để vai kia còn nhớ đó, để vai kia còn nhớ lý còn nhớ. Chơi nhạc sang chứ, nhạc trên cái nhảy qua nhạc sang. Để vai kia còn nhớ các bạn đọc. Đến anh với bao kỷ niệm những ngày im đềm sống bên người yêu. Là vai gì đâu, ba cái chợ có rồi. Tại vì hát cái giọng của con Bích thì khó hát. Luyện rồi Bích quạo kìa. Bích quạo đi Bích, Bích quạo chơi bài nữa Bích. Thôi đợi chú Thanh Điền bận trước. Rồi Thanh Điền quạo nè. Thanh Điền quạo nè. Bài này là cái bài không biết nhà nước có cho hát hay không. Mừng Chúa ra đời. Giáng sinh. Không được thì mình cắt. Không sao anh hát. Đó cắt. Anh hát đi. Bây giờ mà hát mình muốn cho không cắt thì mình sửa lời mấy cái đoạn mà sửa không? Hay là hát nguyên bản gốc đi. Quá vô nghe là thấy tiết trời mùa đông. Thành phố Jerusalem trong một đêm lạnh ta thành đời. Ánh sao chiều bóng một vì sao rơi người xa. Mẹ Maria nơi hang đá vinh danh Chúa chúng ta thiên chấp cánh mùa Giáng sinh năm nay tôi lại vui mừng Chúa ra đời. Mừng Chúa ra đời có muôn màu hoa răng ngập lối. Niềm tin Chúa ngôi cao, Chúa luôn ban phước cho đời mãi mãi. Chúa ơi Chúa ơi, ở đâu nghe ngó lạnh, con đang chân thế giới. Việt Nam bền vững muôn hạnh phúc lâu dài xây đắp nền tương lai rực rỡ. Và từ đây trên khắp quê hương vang tiếng ca non nước Anh về những ngày chinh chiến. Và từ đây tiếng ca non nước Anh quên những ngày yên vui. Và từ đây trên khắp quê và tiếng ca dặn vô luôn nhỏ đó, dặn phải dặn chứ. Ở chu chu này bây giờ chu chu hát rồi. Em cắm sợi rồi, cắm sợi rồi, quay đít, quay đít. Thử cái lỗ nọ cao. Khỏi luôn, vô luôn đi chú. quá wow, không quá. Buồn quá hát thêm mày nữa. Ôi, đổ nè. Mày hay nữa nè. Trong có nhiều. Trong có nhiều. Quạo hát thêm 3 bài nha. Nói vô nữa. Buồn hát 2 bài. Quạo hát 3 bài. Đánh lại đi. Nói là gì ta bố ra là bao yêu nhau như con sông bao năm không buông mặt buồn chuyện anh đi xa thì em vẫn đợi chờ duyên mình yêu em mơ rất thương và son nắng yêu em như đó hoa còn rê xem như trăng ngọc ngà từng pha như lây vàng yêu du non ngàn đô thức dâu trần gian bao la đắng cây nơi mì vàng. Đó điểm gì đó để đó mà cà cạn chưa hát em chưa đợi nữa luôn không chị nào muốn nước phải ăn nha có ai hát trong gió không ta có ai hát được ca hát bài sóng gió không ta gió hả chị đó sóng gió gió không chậm trên đâu con hát rê thứ á ghê hả cao không tao quên tông gốc đó là rê thứ rồi luôn á sóng gió là cái miệng nói sóng gió cái tay sạch hồng gió rê gió nữa nè bé nó hát son nhờ đúng nhờ son không rồi đi chị vô kìa chị ok em vô trước đi chị còn đang chở sóng gió nha rồi. Hết hả Thanh? Quỷ từ từ. Vỗ tay rồi. Vỗ tay là không được nha. Hay nhất là các bạn chứa chứ. Chưa vậy chứ chưa tới thiệt. Đâu nó giáo đâu. Lâu bài này lâu. Em chưa tới rồi. Rồi vui quá. Mày không bảo bản này rồi nè. Bản này hay. Lần cái coi. Ừ, kiếm đi. Cái này nãy em có cầm cái gãy này. Bóng đờn mất luôn không? Bóng đờn đâu, bóng đờn. Thấy chú cắt vô túi rồi, thấy chú cắt vô túi rồi á. Miếng rồi. Cái miếng đờn. Không có trong đây túi này. Túi này không. Túi bên kia. Túi này chỉ có một cái miếng giấy vậy thôi. Cái này quý vị có rồi. Chính thưa quý vị có. Chính thưa quý vị có. Ghê tông gì vậy? Ghê chữa. Đi thả cao đúng không? Không. Thử thôi. Thôi kệ cao kệ anh đại. Một tia nắng long lanh qua hàng mi, nhờ nụ cười em tươi lung linh trên phố. Ngày ngày như thế, đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời tình yêu ngày xanh. Là em hồn nhiên tư rừng tư bao tư dễ dàng đôi mắt biết hát theo lời ca giọt nước thu qua buồn hương lên mái tóc nhẹ nhàng em ghé tên cao khi nắng về xua tan đi chút buồn là em hơi ghét chờ mong tình yêu là con gái hạ tôi là con gái hạ và nắng cho chùa tối ngày nắng đem lành cho em ngon đèn lâu đóng đưa tình cha mát như bằng hai diện diện không à nữa đi em chứ là cái thật sự không chịu ai không ai chùa hát cháu hát kìa có ba tình cha kìa có đứa đăng ký tình cha liền qua ai qua đây à qua đây anh này đẹp trai ở đây qua đây đi tình trai qua đây đi tình hai lớn mộng nè hai lớn mộng người ta chưa hát nè ừ rồi bạn làm cái là tệ hát riêng nhất tập lại đam thai ấy nó cũng xuống mày lâu lắm rồi bạn hay thương quá ha em thích nè có chào dạ em thích nè con lấy cái điện thoại con bấm lời con hát cái bài tình cha nghe đó vô hát đấy vui mà chỉ ra biệt bàn lòng kì vậy hồi nghe cái chú vui luôn ơi trời thì Trúc Phương luôn á bài này của Trúc Phương chạm mắt như vần thái. Cài cho mau, cài gì cho mau. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm nhà. Cài cho mau, bỏ anh đó. Và cha lòng con có cái nào? Không, tại điện thoại nó thiếu. Bà con ơi chờ ơi làm đang hướng à. Dỗ ta mới thấy nằm đây nè. Thương bao nhiêu đó thôi. Mới thấy nằm đây lẽ rồi. Không phải lỗi em đâu. Cái của chị ra, còn một cái của chị nữa. Rồi, thôi giờ về ha. Dạ. Nhưng mà đừng ơi, làm sao cũng phải để cái đền đây là mình chấp ánh sáng cho mình hát. Vui là con gái à, là con gái thật chuyện. Em ghiền cái bài đó con trao kính nguyện. Con cũng thích mấy cái bài nha, Thanh Điền ở đâu Thanh Điền già, Thanh Điền không thích nhạc trẻ. Bến luôn. Đưa nha. Chú con đúng rồi đó. Hát mấy bài vậy không quá chú. Nhớ ra bài đó là ghê trưởng là ra trưởng với khi rồi để son có nhiều đó. Rê hả? Chú đánh ủa mà chú đánh rê hả? Dạ. Thì bà ông Lê Cát Trọng Lý ông hát ghê trưởng mà. Ông Lê Cát Trọng nữ ông nữ. Ra được. Không phải em mà. Em mới lại với người phụ. rồi giờ em hát giọng cỡ này, giờ em quậy của một quạo quá em hát nữa. Ừ. Hát giọng cỡ nha. À. Đó, giờ anh đu theo em sợ anh mệt á. Em hát nó hơi bị bậy, nó không có được trúng tông lắm. Hát chơi. Anh Điền mệt rồi, để anh Điền. Để ca bài cổ đi. Chỉ hát cổ hay lắm. Ra bài cổ nữa là bắt đầu tua. Bắt đầu tua nữa hả? Bắt đầu tua rồi. Tua là về đó, đi vô lắm. Để việc khác đi, anh đi nghỉ ngơi. Nha, thành anh nữa. Dạ. Việc khác, việc khác. Vô. Bà đi đó. Đi. Rồi. Vô hát mình giết.